Xin nhận lời
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi giữ bảo ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sắc ngôn sứ Isaiah. Năm vua Uzziah-ru băng hà, tôi thấy Chúa thượng ngự trên ngai cất cao, tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chồng, các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo binh là đấng thánh, cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các chủ cửa rung chuyển, các đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một quả than hồng người đã dùng cặp mà cắt từ trên bàn thờ. Người đưa quả than ấy chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xả tội. Bây giờ tôi nghe tiếng Chúa thường phán: Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Quyền của Chúa, nhận ra được sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta
ta cảm thấy đối diện với một sự thấp hèn nhỏ bé và khi là tội lỗi mà ông nói rằng con môi miệng ô uế và sống giữa dân ô uế nhơ nhớp. Nhưng mà rồi nhờ đó mà ông đã cảm nghiệm được mình là ai, và rồi Thiên Chúa đã sai ông đi làm tiên tri cho các dân tộc, không còn giới hạn cho một vài người nhưng mà cho toàn thế giới. Cũng như bài hát ngày hôm nay nói tới kinh nghiệm của Phaolô là gọi là Saulê trên đường đi Damas để bắt đạo, Thiên Chúa đã đánh gục ông xuống khỏi ngựa, và chúng ta thấy một sự đảo lộn trong chương trình của Phaolô. Có những điều mà chúng ta thấy nó xảy ra và chương trình của mình cũng đúng như là mình dự định, nhưng mà đó cũng là cơ hội để thức tỉnh và giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa là ai, Ngài muốn chúng ta làm gì. Và Phaolô đã cảm nhận được một cái sự đánh động của Thiên Chúa trong tâm hồn. Ông đã trở nên một tông đồ đắc lực để đi rao giảng tin mừng. Và Phaolô đã cảm nghiệm, tôi bức xứng, tôi là một tông đồ mà là bức xứng nhất. Mà ông đã luôn cảm nghiệm được, chính nhờ ơn Chúa mà ông nhận có được mọi sự. Có nhờ ơn Chúa, tất cả nhờ ơn Chúa mà có được như hiện nay. Thì ông cũng lặp lại lời đó, bởi vì ông khẳng định một cái xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương ông và nâng ông lên và đã dời sai ông đi. Chính lúc yếu đuối là lúc tôi được mạnh mẽ. Phaolô đã từng nói như vậy, mọi sự là hồng ân. Rồi trong bài phát âm ngày hôm nay, kể lại Phêrô trong một cảnh sống rất là thường nhật, giữa những chiếc thuyền cũng đầy người cá, và sau một đêm vất vả không có được một con nào, lúc đó thì Chúa đã đến và mời ông hãy thả lưới. Ngược lại với kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình, nhưng mà đặc biệt Phêrô vâng lời, và chính cái sự vâng lời đó mà Chúa đã cho ông nhìn thấy được một cái vinh quang của Chúa trong cách là mẹ cá đầy hai chiếc thuyền. Phêrô được sai đi, từ đây con sẽ là người đánh cá người ta. Khi sau này làm thủ lãnh giáo hội, Phêrô nhìn lại và nhớ lại cái sự bất xứng của mình, sự giới hạn của mình, nhưng mà bởi vì Thiên Chúa yêu thương, Ngài nâng Phêrô dậy, và cũng vì một cố gắng nho nhỏ của Phêrô đó là vâng lời Chúa mà Chúa đã tỏ cho ông vinh quang của Ngài và cho ông sứ mạng cao cả. Mỗi một người chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng có những hoàn cảnh, những khi cũng tương tự như là của Isaiah, Phaolô và Phêrô. Có những lúc chúng ta ở trong nhà thờ còn mình sốt sắng, không cảm thấy Chúa là tất cả trong đời con, hạnh phúc chừng nào, không muốn ở lại trong nhà Chúa suốt đời. Ta cảm thấy ơn Chúa đổ tràn qua những sinh hoạt của chúng ta bên ngoài. Bởi vì cao niên chúng ta cũng càng thấy rõ hơn, càng sống lâu thì chúng ta càng cảm nghiệm được Thiên Chúa có một chương trình đặc biệt cho mỗi người. Có khi mình tính đường này đường khác, nhưng mà Chúa lại làm cái đường khác theo ý Chúa. Nhưng một Phaolô, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu trong đời con. Con không xứng đáng, mọi sự là hồng ân con được như hôm nay, con còn sống tới lúc này đó là nhờ ơn Chúa. Và chúng ta càng tham lao, tôi được như thế này, tôi sống có gia đình, có con cái, mặc dù bao nhiêu khó khăn thử thách ở Việt Nam sang đây, Chúa đã làm điều kỳ diệu, tôi vẫn sống còn, tạ ơn Chúa. Các vị cũng cảm thấy được niềm vui, bởi vì người ta nói là khôn đâu tới trẻ mà khỏe đâu tới già. Tuy là sức yếu, mệt mỏi, nhưng mà đức tin của các vị cao niên của chúng ta là càng sâu đậm, càng gắn bó hơn với Chúa. Cảm nghiệm Isaiah trong đền thờ Jerusalem, ở đây các vị nhiều khi không từng tới nhà thờ thường xuyên, nhưng mà cái lòng vẫn luôn luôn hướng về và cảm thấy Chúa thật là gần ở trong cái sự yếu đuối, trong cái mệt mỏi của thân xác. Nhưng mà tạ ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn cho con được cái sự hướng về Chúa, kết hợp với Chúa. Các vị cao niên, ta thấy ngày hôm nay có nhiều vị rất là trẻ lên đây, ta thấy từ đâu là khoảng chừng năm mấy hả? Đức Thái Phương hay nói rằng 70 chưa phải là già, 80 mới gọi tuổi là thiếu nhi. Nói cho vui, nhưng mà cái quan trọng là cái sự tươi trẻ chúng ta, làm sao để chúng ta được thức tỉnh trong đời sống đức tin. Càng được thức tỉnh, chúng ta cảm thấy được nâng lên trên đôi cánh của tình yêu của Chúa. Và cũng như là Phêrô, nhiều lần chúng ta cũng mệt mỏi trong tâm lý, trong thể xác. Nhưng mà Chúa bảo con hãy tiếp bước, hãy vâng lời thì Chúa đã làm những điều tuyệt vời. Các cái điều cao niên của chúng ta được Chúa mời gọi, các con hãy trở nên những kẻ trải lưới người. Trải lưới chính là trong nhà của mình.
con cái chắc của chúng ta vẫn là những con cá, những khi nó chưa đi vô trong cái lưới của Chúa, làm sao để cho mỗi người chúng ta trở nên một khí cụ năng động, kiên trì và hy sinh. Và chúng ta tạ ơn Chúa, các vị thánh linh của chúng ta đã làm điều đó. Tuy tuổi già chúng ta càng quý trọng ông bà cha mẹ chúng ta, bởi vì con cũng nghe nhiều vì kể rằng mỗi ngày con cầu nguyện cho con của con rất là nhiều. Đứng đẳng xa thì có phải gọi điện thoại nhắc nhở đi lễ, ở nhà thì luôn sốt sắng lần chuỗi mất môi chủ lòng thương xót, và luôn luôn hướng về thánh lễ và cầu nguyện cho cả gia đình. Các cụ là sự khôn ngoan của tuổi trẻ của chúng ta. Ta nhìn vào gương sống của các cụ trong đời sống hôn nhân, ngày xưa các cụ đâu có phone để mà hẹn hò, đâu có cách gì, các cụ lại sống trung thành với nhau đến thế. Đó là tấm gương để chúng ta nhìn vào. Chúa đã làm nhiều điều kỳ diệu để chúng ta mở mắt nhìn vào chính gia đình và cụ chúng ta. Họ là chứng nhân sống của tình thương Chúa. Hôm nay có nhiều điều chúng ta để chia sẻ với nhau, nhưng mà chúng ta được nhớ lại Chúa gọi chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng mà vì chúng ta trung thành. Đó là lời của mà thánh tên thánh ca chúng ta. Mình gọi không phải là bởi vì thánh thiện tốt lành, nhưng mà vì trung thành. Hãy trung thành như vững đức tin, hãy làm những việc thông thường, nhưng mà rồi chúng ta nhìn vào đó, Chúa mở mắt chúng ta để những điều kỳ diệu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Một người nhớ ra vai trò của mình, nhân chứng sau một thánh lễ, chúng ta được gọi là anh chị em, hãy ra đi bình an, tức là người gọi hãy sống niềm tin, hãy cảm thấy vui hơn, cảm thấy được đánh đồng bởi đức tin chúng ta lắm nhận, như là trong mùa thánh lễ. Và xin Chúa chúc lành trong mùa xuân, trong xã hội, trong tâm hồn mỗi người chúng ta, khi chúng ta nhớ đến Thiên Chúa luôn luôn đánh đồng đời sống tâm linh, chúng ta hãy mở lòng và hãy cùng với Ngài thực hiện sứ mạng mà Ngài giao phó, cũng như là cầu nguyện cho các vị cao niên ngày hôm nay tiếp tục trong hành trình những năm tháng tuổi già, nhưng mà thêm hăng hái, thêm niềm vui vì đang sống sứ mạng mà Chúa trao cho mọi người. Hình và mai táng đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha Không. Anh chị em tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không. Đó là đức tin của chúng ta, đức của giáo hội chúng ta hãnh diện trên sự đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban cho giáo hội luôn được thái bình, thịnh trị. Xin cho Đức Thánh Cha Francisco cùng các phẩm chất trong giáo hội Hoàng Vũ được ơn khôn ngoan để chân dắt đàn chiên đang lưu hành nơi trần thế vượt thắng mọi thử thách của thời đại. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy hiệp lời cầu xin cho mọi người Kitô hữu biết sống xứng đáng là những chứng nhân của Đức Kitô để rao giảng tin mừng ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Văn hóa của sự chết đã coi thường mạng sống của con người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người dân trong đất nước văn minh mà chúng ta đang sống, nhất là các nhà lãnh đạo của đất nước này, luôn biết tôn trọng quyền sống của con người mà Chúa đã trao ban từ hình ảnh của các thai nhi để xây dựng đất nước hợp với đường hướng của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ trải qua những ngày hội chợ Tết cùng những ngày đầu xuân được mọi sự tốt đẹp trong an lành. Xin cho mọi thành phần trong giáo xứ trong năm mới được hiệp nhất và cùng đồng hành với nhau trong việc xây dựng ngôi thánh đường với đúng với tinh thần của mùa xuân. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong tâm tình biết ơn đối với các vị cao niên trong giáo xứ, giáo xứ hân hoan chào đón quý cụ cao niên trong ngày mừng thượng thọ. Xin Chúa chúc lành và ban cho cha cố Trần Hữu Luân cùng quý cụ ông, cụ bà có mặt cũng như vắng mặt luôn được hồn an xác lành. Xin cho tất cả luôn tìm gặp niềm vui trong tuổi già trong sự quan vọng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương đến các đảng linh hồn, các linh hồn thân yêu của chúng con cùng các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, đặc biệt cho cố Francisco Xavier Nguyễn Sơn Liên cùng các vị cao niên trong giáo xứ đã qua đời. Xin cho tất cả được an nghỉ đời đời trên thiên quốc.
chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ Đức Mẹ La-van, Thánh cả Giuse và các thánh tử vì đạo nước Việt Nam truyền cầu. Trong tâm tình tạ ơn, mọi người hãy dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin xin lên Chúa tất cả những nguyện ước của chúng con trong ngày đầu năm với những lời nguyện cũng như là những ý lệ chúng con xin ngày hôm nay. Xin Chúa ban chúng con một mùa xuân mới luôn luôn đầy tràn ơn thánh và giúp chúng con trong sự khiêm tốn, sự khoan đại đón nhận và chia sẻ với mọi người. Xin chúc lành cho tất cả các vị cao niên trong giáo xứ chúng con tiếp tục sống an vui trong tuổi già, luôn luôn trở nên nhân chứng và niềm vui khi cầu cho đoàn con gái cháu chắc. Xin ơn Chúa nhìn điều của một người trong những vị chúng con đang còn sống và những người đã được Chúa gọi về, những vị đang của mình không đến nhà thờ được hoặc là vị sức yếu cũng đang tham dự qua thánh lễ trực tuyến này. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng con trong một năm mới trong đàn đầy niềm vui và ơn thăm Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thánh cả chính ta. Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một phần ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với các đoàn ca thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng. Chúa là Thiên Chúa càng cao quý, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hân hoan Chúa trên cao thượng. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là thuộc mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con đại xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những Chúa lên này.
để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình kêu con này, người cầm lấy bánh tạ ơn mẹ cha và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thêm thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy mau giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Sư Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin cho nên hội Thánh Chúa đang sớm các hoàn cầu để kiện toàn hàng ngày trong đức bên của với Đức Sở Bà Francisco, Đức Đồng Sở Hữu Paulo, cùng Thánh Cha Phụ Đạo Sê Viêu chúng con và toàn thể hàng trăm xin. Xin nhờ đến các tội nơi Chúa và Chúa đã coi xa khỏi đời này về với Chúa và chúng con dân trong các đi lễ xin ban cho những người đang trên như ban Chúa thì xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong việc vinh quang sông đáy và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và tất cả những người chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa đấy được vào được thánh sáng tốt nhất. Chúng con lại xin Chúa tự sao tận tay chúng con cho chúng con được nằm ở sự sớm đời đời của Vương Trinh Đức Mang đem bé đến chúng con đến đời chúng xe và Vương Trinh Đức Mang thánh sáng tốt. Các thánh tôi đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống trong đồng thương và hỏi thời đại và cùng với các đại chúng con được xa nở và tôn vinh Chúa nhà Đức Giêsu Kitô Chúa, đấng soi tôi chân thật, xin ban bình an.
Chúa để đến xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc chiên kim Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa hướng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hẳn. Xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Những lúc xa nhà, trong trời tung cánh chim bay, bóng xóm xa lòng, thương mẹ cha đã già nhiều. Công ơn cha mẹ, tìm chỉ giải ví cho bằng, tình thương cha chứ không vơi, biết bao gian lao. Bao lần vô tình quên mất công cha, đã biết bao lần vô tình thờ hững ở mẹ. Xin ghi tâm hồn để rồi nhớ mãi không rời, tình thương chan chứa không vơi, những điều nguyện cầu cho các ngài. Xin Thiên Chúa trời, tình cha tình đã xa đình.
thêm sức hy sinh, chúng con xuống đời cùng quyết định. Chia sẻ những phần thơ, những tiếng hát cũng như là tất cả những tâm tình cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Xin Chúa chúc lành cho cha giáo xứ con có một chút hơn tội cha. Chúa ơn anh chị em. Xin Thiên Chúa tổ hồng anh là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Để xong chúc anh chị em đi bình an. Sức khỏe bình an mọi người. Chúc sang năm cha được khỏe mạnh rồi là được sáng suốt hơn để xây dựng nhà cửa. Rồi, anh kêu ca sĩ. Cho chúc cha 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 chúc tụi con cảm ơn ông Xuân. Lì xì cha năm mới mọi sự tốt lành hồng vân thiên chúa tràn đầy trên cha. Thank you rồi. Cháu mọi sự tốt lành. Cha chúc. Hello. Hôm nay là hai bác này được coi như là lễ cái việc tụng thọ của cha các xứ là hai bác rất là vui. Thank you mọi người. Lễ thượng thọ của các ông bà cụ 70 tuổi trở lên hôm nay đã kết thúc rồi nha cả nhà. Rồi hẹn video kế tới nha. Đây là ba má của Thùy Dương trên 70 tuổi rồi. Rồi Thùy Dương xin chào cả nhà. Bye bye. Câu 16 và 12. 16 và 12. Bye bye. Bye. Những lúc xa nhau.
nhà, trong trời tung cánh chim bay, bóng xóm xa lòng thương mẹ cha đã già nhiều. Chứa không vơi, kính yêu nguyện cầu cho các ngài.